Xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Đúng như hôm trước thì anh em có hẹn với gia đình là hôm 12. Hôm nay là đúng hôm 12 thì gia đình em mới dỡ nhà. Và hôm nay anh em có mặt trên nhà A Vang để cùng với gia đình dỡ nhà và tiếp theo là làm cái ngôi nhà mới cho hai vợ chồng. Bởi vì sáng nay anh em vào đây trước, A Quỳnh đi sau chốc mua thức ăn lên sau. Sáng thì có điện là em mới bảo là nhờ chắc khoảng độ hơn chục người thôi. Cả mấy anh em hơn chục người. Chào mấy anh em nhá. Thế từ sáng giờ dỡ được bên này dạ? Dỡ hết ván rồi, dỡ bên này ra ngoài đúng không? Nhờ bao nhiêu người? Bằng này người thôi. Hôm qua cũng gọi mấy thằng mà hôm nay còn rảnh. Gọi thằng em hay thằng anh? Em cũng gọi mà anh cũng gọi mà chú cũng gọi. Thế không được gọi thằng. Hay gọi là chú hay là anh em chứ. Gọi toàn bằng thằng hết. Ván thì dọn gọn ra nhá, để đằng kia rồi à? Cái đấy để đấy thì còn quây cái chỗ. Sao lại làm chỗ ở ra đằng đấy á? Chỗ ở đấy dọn đồ đạc nhiều quá. Tại là hai bên nghèo thế mà đồ đạc vẫn nhiều. Nghèo thế mà đồ đạc vẫn nhiều. Đâu? Anh xem có cái đồ đạc gì? Quần áo thôi. Thế mà giàu rồi còn gì nữa, nhiều thế này cơ mà một đống cái này. Nhỏ rồng nà nữa. Chào em nhá. Ôi. Đồ đạc. Nhiều đồ thế này. Quần áo à em? Vâng. Cho gọn vào, không mưa gió ướt hết thì chả có gì mà mặc nữa. Chăn chiếu nữa. Cho tạm vào. Không làm cái lán ra đằng bên kia. Là dỡ cái mái này kiểu gì? Bây giờ chặt phải chặt dỡ từ ở trên rui mè xuống chứ. Dỡ ở trên nóc xuống. Chứ ru đổ xuống xong nó lại ấy lắm, nó đè vào nhau khó tháo. Dỡ đi, mấy anh em dỡ đi. Anh em ơi, lên mái nhà đây, nóc nhà đây. Đây, minh tu minh xài này, hôm nay có kẹo nhá. Rồi. Có nào không? Minh xài á? Nào thả nghe. Thả nó xuống đi. Thả nó xuống để em làm việc đi. Ui, đổ hết ra đây rồi. Này, bỏ cái đấy đi. Bỏ cái đấy đi. Lấy cái túi. Ôi giời. Nào. Cho đây nhá. Đã có túi nào. Này, chị cầm lấy đi. Kìa, lấy cái túi kia đựng. Nhanh lên. Tí còn chia cho các bạn có em không? Còn em nào nữa không? Này, nào thằng. Ôi rơi rồi, nhiều quá. Cho vào cái túi kia. Ây, cho vào đây nhá. Đấy. Này, cho thêm. Cái này để đây nhá, tí còn bạn nào đến mình lại cho tiếp. Vàng ơi, cẩn thận nhá. Cái mái nhà này rất là nguy hiểm các bác. Nó mục nát quá rồi. Trèo lên cũng... Em ơi, đừng cứ tháo cái đấy vội. Ngay có cái nặng nhỏ nhất. Đừng cứ tháo cái đấy vội. Thì chọn được hai. Tháo cái đấy tím đổ nguy hiểm, nó đứng trên mái. Không em dễ nữa. Lửa lửa. A dơ à? Em rể sinh năm bao nhiêu? Em rể của A Vang sinh năm bao nhiêu? Ôi, nhưng mà anh lên nhưng mà sợ tụt xuống đấy. Lên được anh không? Anh không lên được đâu. Anh không phải lên à? Lên là căng phết đấy. Hạ cánh an toàn luôn đấy.
Thế nhà này lợp được bao lâu rồi? 5 năm rồi. 5 năm à? Cả nhà. À. Thế đã chưa lợp lại một lần nào nhỉ? Hôm trước là lợp vào mấy cái ở bên góc phía bên này là nó rột quá thì phải lợp lại thôi đúng không? Còn lại những cái trên kia là 5 năm rồi. Đấy, em vào thu dần đi, dỡ cái lá ra đây đốt đốt bớt nó đi. Vừa rồi là mấy cái cột ở bên phía góc này là gãy, sập xuống luôn. Rất là nguy hiểm. Cẩn thận nhá mấy thanh niên nhá. An toàn là trên hết đấy. Anh Ninh bảo mấy đứa trẻ con ở bên kia tránh xa một tí đây. Đi ra đi em ơi. Tí nó dỡ ở trong ấy nhà, may nó sập vào. Này. Ừ, ăn đi. Cái lá này, cái mái này chả tận dụng được cái gì nữa. Tí mang ra chỗ nào rộng rộng xong rồi đốt đi thôi. Nhà này thì chắc là được ba cái cột với lại mấy cái thanh ngang này thôi, tận dụng được ba cái cột kia thì chắc là nhà mới, thì nếu mà dùng đến cái việc gì cần xà hay là kèo thì có thể tận dụng được. Còn mấy cái cột cây ngang này thì cho vào nhà bếp, mục đa số là mục nhiều. Còn những cái cột, cái này cũng không hẳn là cột cơ, mà là trước là cái xà nhưng mà không có cột nên là cho tạm vào thôi. Cho tạm vào để chôn làm cái nhà tạm thôi. Chắc chắn ở dưới gốc này thì mục hết này. 5 năm rồi. Ra nó đứng lên là tháo đấy, không đứng lên mái bên kia là tháo thì nguy hiểm. Đã có cái đòn tay này.
Em kết cấu rất là đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả. Dựng cột lên, dựng ba cái cây này thẳng hàng, xong là lên là dựng những cái cây bên kia, buộc cái cây này sang là xong cái khung nhà. Này, lúc làm đơn giản nhỉ? Đơn giản, xong là dựng cột, xong là dựng cái này lên trên nóc, xong là buộc thôi. À, cái kia buộc vào đúng không? À, mộng không cần mộng biết gì cả. Giờ là chặt dây. Đồng kia chặt dây chưa? Kèo như con khỉ ấy. Bây giờ nhổ nhổ cái nào ra làm lán thì ra làm lán chỗ kia đúng không? Chắc cái sao anh đi chọi mấy hạt quế này được không? Cắt đường. Hả? Chọi được thôi nhỉ? Tủ này hồi trước là gia đình bảo thợ đóng cho à? Hay là mua ở dưới kia? Ừ. À, của nhà chủ cũ à? Sộc sạch hết rồi nhỉ? Chả đựng được cái gì nữa như này. Ngủ hết, hỏng hết rồi. Đây, tài sản của gia đình là còn được mấy bao thóc này. Cái này là vừa gặt xong vụ vừa rồi đấy, trước Tết. Thời điểm mà anh em định làm nhà mà gia đình vướng vào cái vụ gặt này, xong rồi cháu A Pó đi mổ, xong lại tiếp đến vợ của A Vang nữa đây. Bây giờ đã gieo cấy cái vụ lúa mới chưa? Đang làm mạ. Ừ. Em có làm ruộng không nhỉ? À. Mạ nhưng mà đấy là gieo cấy về lúa ruộng thôi quá. Lúa nước thôi quá. Còn lúa nương thì chuẩn bị tháng 5 mới gieo à? À. Nhưng mà vẫn phải làm đất để chứ. Là nhà xong các chị đi làm đấy. Ờ. Mấy thanh niên này là anh em nhà A Vang à? Vâng. À. Nhà cũng ở gần đây hết à? À. Mỗi em là trong cái sung. Ừ. Khe sung ở Văn Yên nhỉ? Vâng. Cách đây xa không? Chú đi cái đường này là sang bên thôn của chú à? Vâng. Ừ.
Đỡ nha em nhá. Cho để ra bên này luôn. Đây 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 bên này bên này bên này. Rồi, cho xuống trước đi. Còn đây là hai khẩu trên phần đồ. À. Cho mấy chỗ ạ? Hai em cậu đây à? Em cậu. À. Lấy vợ sùng đô. Thêm nhân lực tiếp sức ạ. Có hai thêm hai thanh niên em cậu của A Vang đến giúp đây. Sáng nay thì tiện tạm thời là cái dỡ xăm nhà đó, sau đó là dựng lán và san mặt bằng, rất là nhiều việc luôn. Ai ba lên lên trong như thế đó đấy. Mốt xúc cũng cho nè. Trồn khá là sâu. Mà dưới này thì mối nó ăn hết 50 phân đấy. 50 phân nè. 70 phân trồn. Đây. Nó ăn hết bây giờ bé đi. Nó không còn đầu vuông nữa. Cái này thời gian nữa là nó ăn cụt hết. Đến đây luôn. Thì gỗ này, thì cây này thì đây là cụ. Gỗ, gỗ cũ nhưng mà gỗ này khá là tốt đấy. Nhưng mà trồn xuống đất nó ăn ải xong rồi. Trôn được 5 năm xuống như thế này là gỗ tốt đấy. Mới được như này. Cột cho ra đâu đấy? Thế này em bảo để làm lán bên này. Cho ra đây. Đào, đào. Nó mắc. Cái này thì chuyên mùng mấy đâu. Cái này còn đã yên lại. Vem si này. Cái này, được. Hai anh này khẽ. Má. Tô. Cái này cơm mu. Rồi. Mama 你去弄到好耶。 Cái cột này bị gãy mất rồi. Mục đây nó gãy đúng không? 6-70 phân cơ mà. Bây giờ đào rộng ra một tí em ơi. Thì mới lấy được nó lên. Ai dạ. Còn có quạt củ bằng gỗ xín này. Xén đấy. Đấy nè.
Trước kia là cái cù này, xỉ cái cù này lăn nữa. Ui thử. Đây, cù đây. Đi đánh đi. Đây gia đình còn mấy bao thóc chỗ này. Để anh khiêng cho. Nào, em vào khiêng hộ anh một bên nhé. Cả một năm thu hoạch được mấy bao thóc này. Vâng, vâng. Chỗ này còn bao nhiêu bao nữa? Không đến đâu. Không đến mà. Đây à, còn bằng này bao à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì chỗ này thấy cả rơm. Bên này một bao, 9 bao. À, bên này bao gạo thôi. Chuẩn bị gạo để làm nhà, sát hẳn một bao to. Đây là gạo hộ nghèo, trước tên nó nhà nước cho. À, gạo hộ nghèo được nhà nước hỗ trợ đây đúng không? Tốt quá. Gạo này là gạo trợ cấp cứu đói đó. Chính phủ Việt Nam thì thường có những cái chương trình là giúp đỡ gạo cho bà con hộ nghèo đấy. Đây. Gạo này quá ngon lành. Vậy là em còn có 8 bao thóc. Trong đó 5 hộ hộ có 5 nhân khẩu. Này không biết được ăn được đến vụ sau không. Tài sản trong nhà thì đây thì chẳng có gì cả. Toàn cái này là quần áo chăn màn thôi. Toàn bao chăn màn, quần áo. Chả có gì. Chăn này thì từ đời Tống toàn lõi chăn, vỏ chăn này. Quần áo. À, đây có cái bao lô, chắc có bao lô này đẹp nhất. Bên này có gì, chả có gì. Cả bình thuốc sâu cho vào đây làm gì. Đây có một cái máy gà. Chứng tỏ em ở đây nuôi được gà tốt đấy. Một con mái mà. Đôi 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 con. Mà nuôi ở trên này đâu. Con bé này chăm nó tốt, nó tầm bằng nắm đấm thì nó khỏe rồi thì chạy đồi thì vô tư. Đây cái ổ gà này với em bảo là cái ổ gà trên mái nhà mới còn đấy. Cái nhà vừa dỡ đi thì còn một ổ gà nó nở được 15-16 con này. Còn cái gà mà trong nương ở trong kia thì trước Tết này họ ăn trộm hết, chả còn gà. Xin chào quý vị và bạn. Hôm nay thì cũng được tin là gia đình em Vang dỡ nhà nên là hai vợ chồng có đi mua thức ăn nên là lên sau anh em một chút. Hôm qua thì gia đình vừa đi thăm quê ông bà ngoại của bố mẹ vợ A Quỳnh về. Còn nhà bố mẹ vợ thì ở ngay gần nhà A Quỳnh thôi nhé. Cách có 300m đi có 5 phút là đến thôi. Do thời gian nên là đâu mới nên gặp nên thăm lại được ông bà ở trên đấy. Nên đây thì thấy anh em đã dỡ xong nhà hết rồi. Chào anh em nhá. Nho rông nhá. Dỡ được nhanh phết đấy chứ nhỉ? Dỡ thì nhanh, nó không chặn cần nhiều. Ngày xưa thì mình cũng không làm mộng các thứ nhiều nên là dỡ được nhanh. Các hôm tí nữa phải mang ra làm bếp ở bên này quá. Chào mấy anh em. Chào thanh niên trai trẻ nhỉ. Nay đi đường rất là dốc luôn, nên đường khá là căng, hai vợ chồng ngay nhau nên là đi chậm lắm. Chậm hơn mọi khi đi một mình. Nên tận trưa mới lên đến đây. Các tí nữa chuẩn bị nấu cơm làm thức ăn luôn đâu quá nhỉ. Đây quay trở ra bên này anh em đang giải lao. Thấy ăn mía
Chấm cái gì đây? Ớt ạ. À? Mía chấm muối ớt này. Một canh này. Cái mía mặn à? Này. Anh em ở đây ăn mía rất là lạ luôn. Ngọt nhưng mà ngọt, cay mới ngon. À, mía chua. Vừa nay thấy anh em ngồi túm tụm để ăn mía chấm muối ớt. Em thử ăn một miếng. Cay không anh? Mía cay à? Nhìn anh Ninh ăn mía phấn khởi lắm nữa. Khó ăn lắm. Nhưng mà các thanh niên nãy vừa ăn được hết rồi đấy. Nó vừa ngọt. Nó ngọt, nó không ngọt lắm. Mía non mà. Trong mặn mặn, không cay lắm. Nhưng mà quan trọng là cay. Rồi anh em dỡ hết xong nhà rồi, cho quét gọn gàng cái lỗ này rồi. Anh nhờ mấy anh em lấy đất lấp vào những lỗ chân cột chôn chân chặt, cho đất xuống vang ơi, cào cào hết đất xuống đây. Hả? Thôi mình đi tịt ít được, hố này làm gì này, hết một xe này. Hôm nay thì cho các bác xem theo dõi video cách đây khoảng độ 3 tháng thì cháu Pó này là con của Vang và con của em Sa này có đi viện, xong rồi một thời gian sau thì cháu vừa khỏi bệnh thì mẹ cháu lại phải mổ, bị bệnh sau phải mổ, thế là nằm viện 10 ngày cơ. Xong đến hôm em ấy được ra viện thì cậu có đến thăm nhà cùng, thế là hai chị em cũng có quen biết nhau, nên là hôm nay có biết là anh em lên đây và bắt đầu dỡ nhà, thế là vợ có lên cùng, nhất là để thăm hỏi sức khỏe em và để xem gia đình ở trên này như nào luôn rồi. Là hai chị em quen nhau trước rồi. Lên đây thì mấy anh em cũng khá đông đông, như là dỡ xong nhà thì bắt đầu vào đoạn làm bếp rồi. Hôm nay nếu mà tính ra như người Thái em thì hôm nay mới 12 âm thì vẫn thuộc trong Tết nhé. Lúc nào phải qua rằm mới là hết Tết. Có nhiều gia đình hoặc là những anh em có đi làm công việc như làm ăn xa hay là làm công ty các thứ ở trong thị xã thì hầu như cũng phải qua rằm thì mới bắt đầu tiến hành công việc. Na Vàng thiết kế chổi à? Ở đây thì lá cọ thì nhiều nhỉ? Nhiều thì vẫn nó cũng có cái làng nhà đó thì đủ. Để mà làm đủ một cái nhà thì phải đi lấy xa nhỉ? Cái này để làm cái chổi luôn á? Vâng. Nhưng mà tí mình đốt xong kia thì phải bỏ cái đống tro kia đi thôi nhỉ, cho nó sạch bóng hết cái sân này. Đốt cho nó coi,
mọi người tập trung vào nấu cơm, dỡ xong hết rồi, còn mấy thanh niên đang đổ đất bên kia, gần xong rồi, 1-2 xe nữa xong rồi. Cái rau này em trồng ở nương à? Vâng. À. Lộc ấy, chẳng là. Em gà ấy của A Vang này thì là sinh 20 mấy? 205 ạ. À, bằng tuổi con gái anh Ninh đấy nhỉ? Hai vợ chồng lấy nhau lâu chưa? Thì lâu rồi anh ạ. À. 5 tháng rồi. Cái rau này thơm nhỉ? Ơn mà. Cái này trứng ớt ăn ngon lắm này. Ừ. Cái này ăn ớt thì cay nhỉ? Cay, trứng ớt cay đấy. Cái này vẫn cay mà trứng ớt nó càng cay nó lại càng ngon cơ. Ừ. Nó tăng cái vị cay của ớt. Thế hai vợ chồng được đứa nào chưa? Ồ, chưa rồi anh ơi. Rau mùi này là tí nữa ăn với cái gì đây? Không ăn biết. Với lại đậu đang cà chua. À à. Bên này là anh Ninh đang rán cá. Anh đun bếp hộ thôi. À đun bếp hộ à? Cái này là cá rô đơn tính nha. Cá của Nghĩa Lộ, Mừng Lò. Trên này thì không có sông suối gì nên là không có cá đâu. May ra thì được con chuột thì cải thiện được bữa ăn. Không không làm cầu. Mang xuống cho anh em mấy con chuột. Đúng rồi. Dạo này không đi bẫy nữa hả Vang? Em thu bẫy hết rồi. Thu bẫy về hết à? Trên này thu bẫy về hả? Thế làm nhà thì lại phải bẫy thôi chứ. Nhà con gái là nhà con gái bị bẫy. Mỡ của gia đình dự trữ để đây này. Đấy bà con ở trên này là cứ phải dự trữ mỡ. Vì là xa với chợ Búa mà. Từ đây xuống dưới Nghĩa Lộ phải đến 35 cây khoảng đấy. Mỡ này là mấy nữa có cái măng măng vầu ấy, măng đầu mùa ấy. Xong là tiếp vào cái măng sạt là bà con đi hái về xong là xào với mỡ này thì ngon tuyệt luôn. Lấy cái lá chuối này lót vào cái mâm. Tại vì là gia đình cũng không có nhiều đĩa với bát to ấy. Nên là anh em cho đây vào, cho thức ăn vào trong cái mâm. Giống như kiểu cái hôm tổng kết ở dưới cầu Cam Kỳ ấy. Được cái lá non thì tốt nhỉ. Cái này lá này già. Qua gia đình đi thăm quê ngoại của bố mẹ vợ là các bác hiểu nhầm là vợ cùng người ở trên Bắc Yên, nhưng phải không phải đâu nhá. Nhưng các bác theo dõi video hôm 30 Tết thì khác biết. Buổi tối gia đình đi thăm nhà ngoại chỉ mất có 5 phút thôi, do ở trên đấy cũng được xa xôi nhưng là lâu thì mới lên thăm các ông bà được. Lại phải có người già đi cùng nữa cơ. Nhưng mà hai vợ chồng lên thì lại không biết được ai là gia đình hàng xóm của nhà nữa. Vì hồi còn bé vợ cũng lên có một lần thôi. Anh Ninh cũng có mang theo hai quả bánh chưng Tết rồi. Là thái ra để dán lên. Chính ra mấy hôm Tết là ăn bánh chưng này không thèm ăn mấy nhỉ. Mấy hôm sau này cơ. Cứ mấy hôm gần hết Tết thì ăn bánh chưng mới ngon. Nướng này hoặc là dán này thì ngon luôn. Gắp ra đi. Gắp xuống lật. Cho xuống là cháy tay.
Có lá lót rồi đi anh. Đợi mỡ. Là lá thôi. Nha. Đi luôn ra. Đi ra nha. Cũng khá trưa rồi, anh em vào ăn cơm thôi nhỉ. Nó món đi, nó món đi. Và đi còn món gì nữa không? Còn cái gì nữa không? Ê, vào ngồi đi. Vào ngồi đi. Nhanh lên, chiều còn dựng một ít lán nữa. Xong là san cái đất để cho nó bằng đi. Còn nhiều việc phết đấy. Kéo lùi đây nhá. Mời anh em bên kia nhá. Mời mấy anh em ăn cơm nhá. Mời anh em ăn cơm đi. Mời em bên kia đó nhá. Ừ. Chiều mấy anh em cố gắng giúp A Vang một buổi chiều nữa nhá. Rồi cơm đi. Cơm nha, mời anh em nhá. Cảm ơn. Nào mó đi. Ôi, cô bóc bánh cho con ăn nhá. Cho em bé ngồi đây. Cho ăn cơm xong rồi con. Mình cho con ăn nha. Cho con ăn nha. Đây của con đây. Đây nha, con để ở đây nha, chị sẽ ăn nha. Ở đây nha. Thì mình ăn nhá. Ủa mặt con này chưa. Anh em vừa ăn cơm trưa xong thì A Vang bảo sẽ dựng thêm một cái lán ở phía bên này. Có một cái cột đây nhỉ? Ừ, chắc là mình lấy hai cái cột kia kìa, nó có ngàm ở bên trên trước sẵn nha. Làm hai cái xong làm hai thanh chém vào tà ly này thôi. Tà ly này thì không cần phải làm cột nữa, gác vào đấy luôn. Để làm chỗ rộng rộng mình làm cái sàn ngủ ngoài này ấy. Hai cột kia cao quá. Lấy cột thân này thôi. Cột đấy sợ thấp quá không? Thất đi cũng là cái lẽ tặng về là đây lấy hai cái cột này anh được. Đây này có ngàm sẵn đây này. Đây này là hai cây bằng nhau này. Đến chỗ này đi. Thế từ chỗ này đi ra đến chỗ kia cho rộng rộng tí. Còn để cả thóc ở đây mà. Thế đào cái này trước nhỉ. Đào một cái chỗ này. Tí chắc lấy cọ này lợp lại thôi quá. Ờ, lợp lại chỗ này. Ừ. Cái này không rách. Ừ, không rách đâu gì. Mình... Đóng cái kia nó nát rồi. Mình ở tạm tầm 20 ngày ấy. Thế? Nếu mà mưa rột thì phải mua thêm bạt. Cái bạt mới về răng lên trên nó. Ờ, chắc phải mua đấy. Ừ. Nó làm rồi nhỉ? Nhấc lên chọc xuống phát nhá. Ôi. Rồi, chôn đi. À, vàng này nghi đẽo cái thuổng để đào cho nó dễ. Bác ơi, đào tiếp một cái đây này. Tận chỗ này này. Đào khó mạnh. Đây nằm trên đi. Mà tên nó. Đứa đừng có chế ra. Nóng lắm. Hả? Đứa lên đứa lại. Đấy, cây này là vừa này. Đấy, em lại chạm lên trên kia đi. Chạy lên. Sao mang đổ coi được cầu, coi được rồi. Ba chìm bảy nổi thế này. Kéo lên đi nhá. Kéo. Thoải mái đi. Vào búi cây đi. Cho vào búi cây đi. Cho vào búi cây ấy. Đấy. Vào trong cái nữa đi. Vào bên này tí nữa đi. Thế vào sát cái cây ấy, buộc cái cây đấy.
có cái búi cây ở cái cây ở chỗ này này, cái búi ấy. Đây 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 đây. Đấy. Dí nó xuống. Rồi. Búi cỡ vào. Ô, nó có cái chỗ. Cái cao đó. Trong này. Cây ngang. Quay lại nhé. Anh vòng đi. Vòng mấy vòng mới vào được chứ. Quay đông lắm. Lên. Lùi sang bên vang tí. Rồi. Rồi, lên. Lên tí nữa. Lên đầu mày đây. Lên đầu tao. Lên buôn nữa. Lên cái đây buộc thêm lạt rồi đi. Em cứ buộc lạt cho anh. Được. Này. Cho sang bên kia tí đi, cho sang bên... Cho lên nữa đi em ơi. Em quần mông ấy. Sang bên kia tí. Em ơi, lên nữa đi, cho đây cây, kia cây nữa thôi. Không có hết cây rồi, có cây đâu. Thế là cho thêm một cây nữa thôi, nặng quá. Ô, nặng quá, không sợ. Anh Ninh thấy một bạn gái từ dưới kia đi qua, nhớ rông, hello. Được đấy. Quỳnh đưa lên theo anh đi. Xin chào, không thấy chưa? Nhớ rồng, hello. Để sang bên kia rồi, lên đồn này quá. Thằng này nó làm sao nó kéo được. Thôi từ, nào cho xuống đã. Nhớ rồng, sao mà hello à? Một khác rồi nhá. Đấy anh, mai là bố trí mấy anh em xuống để dưới nhà dưới kia nhá. Anh phải đưa cho 1 triệu thì để mai em tự bố trí mua thức ăn luôn. Chứ đợi anh mang từ trên kia xuống nhiều thì nó đường khó đi. Chắc khi mang thì trên kia xuống thì phải cho ăn tối thôi. Ừ. Bởi còn chưa giờ rồi đấy. Ừ, em tự bố trí nhá. Ừ, sáng mai anh xuống. Đây, vậy là trong hôm nay anh em đã dỡ xong nhà và sang bên này dựng được cái lán rồi. Bây giờ bán lao giao lại cho anh em nhá. Cái này lợp cái này quá dễ rồi nhỉ. Đúng sở trường rồi đúng không? Sau này xong thì kê cái cột lên đây. Cao lên tí xong rồi là mình giải cái ván này. Lấy cái xà dài dưới kia. Đấy, lấy ngay cái xà dài ấy. Lòng phát ở đây 2 cây thế là giải ván. Giải ván sáng nay vừa dỡ ra ấy lên. Thì mình làm cái sàn ngủ và kê cho gạo và thóc vào trong này. Khá muộn rồi, chắc còn anh đi về trước đây. Và có lẽ video tới đây cũng xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn lại tất cả quý vị bạn trong những tập phim tiếp theo. Quý vị và các bạn. Anh em làm nhá. Vâng.